Và xin đồng hoàng chào mừng toàn thể quý vị các bạn khán giả của chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá Hùng Hưng. Và ngày hôm nay sẽ là trận thi đấu vòng 3 Hùng Hưng Cup năm 2023. Và đây là trận thi đấu giữa câu lạc bộ Gia Bảo cùng với các thủ bơm nước Huy Trinh. Và thời điểm hiện tại thì chúng ta đang chờ đợi những thủ tục cuối cùng từ trọng tài để trận đấu ở vòng 3 được bắt đầu. Thời điểm hiện tại ra sân ở trong hiệp 1 của trận đấu này, và các thủ bơm nước Huy Trinh sẽ là những người ra sân và bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn ảnh của các bạn, những người đang ra sân với chiếc áo cam quần đen. Trong khi đó thì các thủ Gia Bảo sẽ là những người ra sân với bộ trang phục xanh cam. Vậy bộ thi đấu sẽ là những người bảo vệ phần sân ở bên phía tay phải màn ảnh của chúng ta. Ngay lúc này thì chúng ta đang như vậy thì ngay lúc này tiếng gọi từ trọng tài cũng đã vang lên và chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp đến với trận đấu ở vòng 3. Và chúng ta đã có mặt bảng thi đấu, đó là bảng C, cuộc thi đấu giữa các thủ bơm nước Huy Trinh cùng với câu lạc bộ Gia Bảo. Và ở trong trận đấu này cũng sẽ là một trận đấu cực kỳ quan trọng đối với câu lạc bộ Gia Bảo. Họ đang có trận thi đấu với đội bóng có ở vị đầu bảng, đó là câu lạc bộ bơm nước Huy Trinh, với tổng số điểm sau hai trận đấu đó là 4 điểm. Và câu lạc bộ Gia Bảo ngay lúc này đang là những người xếp ở vị trí thứ ba, họ đang có 3 điểm ở trên bảng xếp hạng ở bảng C. Và đây cũng sẽ là một trận đấu đầy quan trọng, nếu như có được một chiến thắng hoặc là một trận đấu và các thủ Gia Bảo có thể cầm hòa trước bơm nước Huy Trinh thì chắc chắn họ sẽ có được cho mình tấm vé đi tiếp. Và bơm nước Huy Trinh họ là những người đã được xếp ở vị trí đầu bảng, vì vậy mà đây sẽ là một trận đấu mà họ cũng có thể xem như đó là một trận đấu thủ tục. Nhưng chúng ta hãy cùng chờ đợi, trả lời trước phỏng vấn. Bước đến với trận đấu thì bộ huy chương của các thủ bơm nước Huy Trinh cũng đã trả lời ngày hôm nay sẽ là một trận thi đấu hết mình, không có những trận thi đấu được xem như là thủ tục. Những phút đầu tiên nhập cuộc và cả Gia Bảo cùng với bơm nước Huy Trinh vẫn đang rất cẩn trọng mở trận đấu vòng 3 ở bảng C giải bóng đá Hùng Vương Cup năm 2023. Chúng ta sẽ cùng nhau điểm sơ một chút về danh sách thực kỳ thi đấu ngày hôm nay của hai đội bóng. Với ra sân hiện tại và các thủ bơm nước Huy Trinh đang gồm có Bảo Liên, gồm có những vị trí của Quy Tấn, Nguyễn Thị Minh cùng với slo bàn đó là của câu lạc bộ Gia Bảo. Họ đang có cho mình những vị trí đăng ký, gồm có thủ thành Bắc Chính, đó là thủ thành Văn Hòa. Vị trí của cầu thủ mang áo số 2 Quy Tấn, số 3 Minh Lâm. Cầu thủ mang áo số 4 Lan Thi, số 5 Văn Kiệt, số 6 là người mang chiếc ba đội trưởng Ngọc Lưu. Vị trí của số 7 Vít Toàn, số 8 Văn Nghi, số 9 Văn Thục, số 10 Ngọc Sơn, số 11 Minh Tài, số 12 Văn Phượng, số 13 Nguyễn Huệ, số 14 Quốc Thành, số 15 Tiến Triều. Thủ thành đăng ký dự bị đó là thủ thành Lưu Văn, và cuối cùng là cầu thủ mang áo số 98 vị trí của Văn Sơn. Trong khi đó thì danh sách thực kỳ thi đấu và đơn ra sân vào thời điểm hiện tại của các thủ bơm nước Huy Trinh gồm có Bảo Liên là Phan Huy Trinh cùng với Ngô Tấn Tú. Đăng ký cho mình gồm có những vị trí như là thủ thành Văn Quang, cầu thủ mang áo số 23. Những vị trí thi đấu chính ở trong sân ngay lúc này đang là số 3 Công Doãn, số 5 Văn Cảnh, số 6 vị trí của số 8 người mang chiếc ba đội trưởng đó là vị trí của Trung Kiên, số 14 Quang Dương, số 17 Văn Hiệp, số 19 Đinh Duy và cầu thủ mang áo số 21 đó là Xuân Tân. Trong khi đó thì những vị trí đăng ký còn lại ở trong danh sách đăng ký thi đấu của bơm nước Huy Trinh đang là những vị trí của số 2 đó là Quang Vĩ, số 3 Công Doãn, số 4 Minh Khánh. Rất nguy hiểm cho trận đấu vừa rồi. Và còn có những một số những vị trí thi đấu khác đến từ phía các thủ bơm nước Huy Trinh như là những vị trí của số 6 Văn Lai, số 7 Duy Minh, số 10 Sơn Lãm, số 11 Trung Tân, số 12 Đức Thông và số 14 đó là vị trí của Phát Dương. Vậy cầu thủ mang áo số 18 của là cầu thủ đăng ký cuối cùng đó là vị trí của Ngọc Lâm. Trong những phút vừa qua và các thủ Gia Bảo lại đang có được những sự nỗ lực rất cao ở bản đấu hiện tại ở bảng C. Và nước Huy Trinh là những người đang có một trận thi đấu và họ đang là những người xếp vị trí đầu bảng. Đây cũng đã là trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, vì vậy mà ngay lúc này giành một chiến thắng nó không còn quá quan trọng. Cơ hội vào, câu lạc bộ Gia Bảo đã có được 3 thắng bàn tỷ số đầu tiên trước các đội bơm nước Huy Trinh. Quá bất ngờ dành cho trận đấu vừa rồi, đã rất chống chạy dành cho cơ hội trước cầu thủ mang áo số 8 Văn Nghi, và quả đá chính xác đã có thể giúp cho câu lạc bộ Gia Bảo họ có được bàn thắng bàn tỷ số. Văn Nghi đã có được một tình huống dứt điểm cẩn thận. Đó cũng đã là một tình huống mà phòng ngự của bơm nước Huy Trinh có vẻ là chưa thực sự tập trung. Để chỉ quá trống trải dành cho Văn Nghi thực hiện tình huống đắc lòng và mang lại bàn thắng bàn tỷ số để quan trọng dành cho câu lạc bộ Gia Bảo ở trận đấu vòng 3.
Ngay lúc này thì Fabex Media 68 cùng với Fabex Bóng đá Phương miền Tây của chúng tôi đang live stream và phát sóng những trận đấu thuộc vòng 3 giải đấu giải bóng đá số 7 Hùng Vương Cup năm 2023 của đối đầu giữa câu lạc bộ Hiệp Phát cùng với Arsenal và Bắc Đức Huy Sinh cùng với câu lạc bộ Gia Bảo. Bất ngờ khi mà Gia Bảo là những người đã có được bàn thắng bởi tỷ số trước Bắc Đức Huy Sinh và thắng đến rất sớm. Và xử lý rất nhịp nhàng của các thủ bên phía đội bóng Bơm Đức Huy Chinh. Đã là quyền kiểm soát dành cho số 19. Đường truyền của Hiền Duy. Đội trưởng vừa rồi là từ vị trí của đội trưởng mặc áo số 6 Ngọc Lưu. Vẫn đang là các thủ của đội bóng Gia Bảo. Ngay lúc này thì Bơm Đức Huy Chinh vẫn đang dùng những nỗ lực để thực hiện những tình huống pressing. Rất tốt. Đó là pha chạy chấp tốt từ vị trí của số 3, vị trí của Minh Lâm. Thế trận ngay lúc này và đây cũng là một trận đấu rất được quan tâm ở bảng C giữa Gia Bảo cùng với Bơm Đức Huy Chinh. Nếu như theo điều lệ của giải đấu thì vào đội bóng chúng ta sẽ có hai đội được bước tiếp sau những vòng đấu bảng và sẽ có sự lựa chọn dành cho hai đội bóng tiếp theo để có mặt vào thi đấu tứ kết với bảng A ngay lúc này. Và những người đang xếp ở vị trí thứ ba đó là Gia Hiếu, Titi Chin, những người đã có được 4 điểm dành cho mình. Ở vị trí còn lại thì câu lạc bộ Georgia FC cũng như là Gia Bảo lại đang có sự cạnh tranh khi mà số điểm và cũng như lều số ngay lúc này thì chúng ta lại là những người đang có lợi thế hơn đối với câu lạc bộ Gia Bảo. Vì vậy mà đây là một trận đấu mà buộc Gia Bảo phải dùng hết khả năng của mình để họ có thể giành được tấm vé đi tiếp. Và xử lý dành cho các thủ của đội bóng Bơm Đức Huy Chinh. Vừa rồi đó là từ đúng ra chân từ vị trí của Trung Kiên. Đội trưởng Trung Kiên của các thủ Bơm Đức Huy Chinh là người đã thực hiện từ đúng dứt điểm vừa rồi. Mặc dù vậy thì vẫn chưa thể vượt qua được thủ thành của câu lạc bộ Gia Bảo. Vẫn đang là các thủ áo cầm rất hiểm. Vừa rồi chúc pha chạm bóng của Văn Dương. Vẫn đang là các thủ áo cầm một thể trận rất nhịp nhàng. Vừa rồi trên họ thi đấu không quá vội. Đối với câu lạc bộ Gia Bảo, đây sẽ là một trận đấu đầy quan trọng và buộc họ phải làm việc với một hiệu suất cao hơn. Có được một chiến thắng trước Bơm Đức Huy Chinh thì họ sẽ là những người vươn lên và có ngôi vị đầu bảng. Và nếu cầm hòa được các thủ của đội bóng Bơm Đức Huy Chinh thì họ cũng sẽ có lợi thế trước thủ xét về hiệu số cùng với câu lạc bộ Châu Gia. Và vẫn đang là cuộc phá công dành cho Bơm Đức Huy Chinh. Không được. Nỗ lực căng ngang vẫn chưa thành công. Và xử lý vừa rồi của Văn Trường. Sự có mặt bao liền của Bơm Đức Huy Chinh ngày hôm nay đang là Ngô Tất Tú cùng với Phan Huy Trinh, người dẫn dắt đội bóng. Trả lời trước phỏng vấn thì Bơm Huy Chinh của các thủ Bơm Đức Huy Chinh cũng đã trả lời rất tự tin. Ngày hôm nay sẽ là một trận đấu hết mình trước các thủ Gia Bảo. Những bất ngờ trong trận đấu đã đến khi mà các thủ Gia Bảo cũng đã có được bàn thắng và tỷ số từ rất sớm. Vẫn đang là các thủ của đội bóng áo xanh. Không được, lại chưa có một đường chuyền bóng chính xác dành cho vị trí của Văn Phượng. Và góc sẽ là của tiếp theo dành cho trận đấu này. Đánh rất nguy hiểm dành cho tuyển thủ bất đội. Một nỗ lực đánh đầu đến từ các thủ của đội bóng Gia Bảo. Lại là một tình huống nữa mà các thủ áo xanh đã tạo ra được một tình huống đầy bất ngờ trước khu vực cung thành của các thủ Bơm Đức Huy Chinh. Người đang bắt chính ở trong khu gồ của Bơm Đức Huy Chinh ngay lúc này đó là thủ thành Văn Quang. Quả đá phạt góc này được dành cho các thủ áo xanh. Tình huống không chiến trong những phút vừa qua thì câu lạc bộ Gia Bảo là những người cũng đang thể hiện rất tốt. Đã có lỗi. Thủ đá phạt lên dành cho Bơm Đức Huy Chinh.
Chúng tôi sẽ được nhắc lại là trận đấu của chúng ta đang được live stream và phát sóng tôi được trực tiếp ở Facebook Media 68 và Facebook Bóng Đá Phố Miền Tây. Các bạn cũng có thể truy cập những Facebook chúng tôi vừa nhắc trên để có thể theo dõi trận đấu và có thể chia sẻ đường link live stream này đến nhiều khán giả hơn. Để có thể dành những sự ủng hộ cho các thủ đang góp mặt ở trận thi đấu vòng 3 giải bóng đá số 7 trên cấp Hùng Hưng năm 2023. Một sự phối hợp giữa trung tâm bóng đá Hùng Hưng cùng với đơn vị truyền thông Media 68. Toàn bộ những giải đấu lần này, những hình ảnh và cũng như là những trận đấu được chúng tôi phát sóng và live stream rất nguy hiểm cho tình huống tấn công vừa rồi của các cầu thủ áo xanh. Quá nhiều những tình huống nguy hiểm và vừa rồi đó là tình huống băng vào của Văn Sơn. Cầu thủ băng áo số 98 là người đã đón nhận được chuyền bóng từ quả đá phạt của các thủ áo xanh. Và thực hiện điều chỉnh vừa rồi đó là Văn Phương. Vẫn là các thủ của đội bóng Gia Bảo đã đặt vị trí của Văn Phương. Từ đó đi bóng tốc độ của Văn Phương và vẫn đang là cơ hội dành cho các thủ áo xanh. Căng ngang không được. Chưa có pha chạm bóng tiếp theo đến từ các thủ Gia Bảo ở cơ hội lấy bóng vừa rồi. Một tình huống quá nguy hiểm mà các thủ Gia Bảo đã tạo ra. Bộ đội trên họ vẫn đang có nỗ lực để có được một sự thành tích chắc chắn hơn. Rõ ràng thì trong những phút vừa qua Gia Bảo lại đang cho thấy được nhiều buổi tấn công cực kỳ sắc lẹm của mình. Rất nhịp nhàng, đường chuyền của Tiến Triều. Bộ đội thì bóng đã đi chưa thực sự chính xác. Trong khi đó thì trận đấu còn lại cùng giờ cũng đang được diễn ra sân bóng đá Hùng Hưng SMN cùng với các đội Phát đang có trận thi đấu và Phát là những người đang có lợi thế dẫn trước với tỷ số 1-0. Những thông tin đến từ vẫn là bảng C. Thì đó thì SMN ngay lúc này là những người chưa có được điểm ở trong những vòng thi đấu trước đó. Còn đội bóng Hiệp Phát là những người đang xếp sau khi mà họ có họ chỉ số về thẻ vàng lại có phần cao hơn đối với câu lạc bộ Bơ Nước Huy Trinh. Thì chúng ta cùng chờ đợi những gì đang diễn ra ở sân thi đấu cùng giờ khi mà Hiệp Phát là những người đang có lợi thế dẫn trước các thủ của đội bóng SMN. Và dấu hiệu cũng đang có những sự bất lợi dành cho Bơ Nước Huy Trinh ngay lúc này. Cũng có rất nhiều những điều kiện xảy ra nếu như ở trận đấu vòng 3 và Bơ Nước Huy Trinh lại chưa có được một trận cầu tốt. Áp sát. Và là những cuộc xử lý dành cho các thủ của đội bóng áo cam. Và đã phạt thuộc về phía Bơ Nước Huy Trinh. Đó là một đường chuyền thoáng dành cho các thủ áo cam. Không được. Đủ bức tốc và nỗ lực xử lý tốc độ của Xuân Tân đã chưa thực sự thành công. Đường chuyền từ quả đá phạt trực tiếp và tình huống thoát xuống rất nhanh đến từ tiền vệ màng áo số 21 của các thủ Bơm Nước Huy Trinh. Điều đó lại là một pha xử lý và đưa bóng đi vào mép lưới ngoài. Hết sắp 3. Đang là thủ thành Phát Quang. Quả bóng đợt này đó là vị trí của Hình Duy. Vẫn là cầu thủ áo cam. Và như vậy thì trận đấu cùng bảng cùng giờ có lại của đối đầu giữa Hiệp Phát cùng với Áp Sơ Bèn. Và tỷ số vẫn là 1-0 dành cho đội bóng Hiệp Phát. Người đang chỉ xếp sau đối với câu lạc bộ Bơm Nước Huy Trinh. Gia Bảo là những người đang có lợi thế dẫn trước ở trận đấu vòng 3. Vẫn là những cuộc phối hợp dành cho các thủ Bơm Nước Huy Trinh. Không được. Lại chưa có đủ khoảng trống để cho vị trí của công dạng thực hiện tình huống dứt điểm. Và lại là một cuộc phá công nữa dành cho các thủ áo xanh. Không vào. Và dứt điểm lần này của Văn Nghi đã đưa bóng đi chưa thực sự chính xác.
là một tình huống di chuyển nửa dành cho các đội bơm nước huy chương. Rất đáng tiếc yêu vừa rồi, hiệp Sama không vào. Đáng tiếc dành cho quả dứt điểm của hiệp Sama. Và đối mặt trước đó và cầu thủ đã có cơ hội thuận lợi hơn, đó là vị trí của Văn Trường. Và dứt điểm là chưa thể đáp bại được thủ thành Văn Hòa của các thủ. Xin lỗi bạn, đó là thủ thành Lưu Văn của các thủ Gia Bảo. Đổ bỏ bóng của Lưu Văn không quá nguy hiểm, vẫn là thủ thành Văn Quang. Đội chiến thắng đã là các thủ áo cầm. Sự nhịp nhàng và Bà Đức Huy Trinh cũng đang dừng lấy lại được thế trận của mình. Trúc Kiên, đội trưởng Trúc Kiên. 15 phút thi đấu vượt qua, 1/2 thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 trôi qua. Thế trận ngay lúc này và Gia Bảo vẫn là những người có lợi thế dẫn trước. Như vậy thì ở trận đấu cùng giờ cùng bán đấu còn lại thì các thủ FCBN đã bất ngờ có bàn thắng sang bằng tỷ số 1-1 trước các thủ Phát. Vẫn là các thủ của đội bóng áo xanh. Nỗ lực dứt điểm không vào. Vẫn là pha dứt điểm của Văn Nghi. Và Cốc quay trở về cùng với các thủ Gia Bảo. Tiếp tục là những cơ hội dành cho trận đấu này. Vẫn đang là cá thủ của đội bóng Gia Bảo. Lại là một pha chạm bóng. Họ đang thấy trong những phút vừa qua thì bên phía các thủ của đội bóng áo xanh lại là những người đang giữ được những sự chủ động. Không quá khó khăn. Đó là một tình huống kiểm soát tốt từ thủ thành Lưu Văn của các thủ Gia Bảo. Và trong bóng, một đội tuyển bóng đã đi hết được bên dọc. Quả đá biên lại thuộc về các thủ của đội bóng bơm nước Huy Trinh. Không được, đội chuyền bộ đội vẫn chưa phải là một đội chuyền quá chính xác dành cho các thủ áo cầm. Về thực hiện đội chuyền bóng đó là vị trí của Hình Duy. Gia Bảo vẫn là những người đang có lợi thế dẫn trước với tỷ số 1-0. Đội của hiệp 1 trận đấu này và những người vẫn đang giữ được những sự chủ động dành cho mình đó là các thủ Gia Bảo. Vậy ngay lúc này cũng đã có những sự thay đổi người dành cho các thủ đội bóng bơm nước Huy Trinh. Người được rút ra nghỉ những vị trí của Xuân Tân cùng với vị trí của Hình Duy. Và những người xả vào thay đó là vị trí của Văn Cảnh cùng với Văn Lai. Những sự thay đổi người dành cho bơm nước Huy Trinh và họ đang muốn đưa những cầu thủ có thể lực vào sân. Và đều là những cầu thủ rất trẻ. Đây cũng sẽ là một sự thay đổi nữa đến từ ban huấn luyện của bơm nước Huy Trinh. Gia Bảo ngay lúc này và họ đang giữ rất tốt về mặt thế trận khi mà có lợi thế dẫn trước, có được bàn thắng và tỷ số từ rất sớm trước câu lạc bộ bơm nước Huy Trinh. Văn Nghi, người đã có nỗ lực càng cản đối với Văn Nghi, đó là vị trí của Công Doãn. Và sát và cũng như là những thủ chân chấp vẫn đang nổ ra liên tiếp. Không quá khó. Đang là thủ thành Lưu Văn. Và đang là các thủ Gia Bảo. Và xử lý bóng của Văn Nghi. Và thấy trường nhà lúc này vẫn đang được giữ rất kỹ. Những sự cẩn trọng đang được Gia Bảo họ
xử lý. Và trong những phút vừa qua thì nhà báo là những người lại đang có nhiều những tình huống tấn công và đều là những pha xử lý bóng bổng. Và đến trận quen thuộc mà nhà báo đã thực hiện ở trong trận đấu này, nó lại đang mang đến cho các thủ áo xanh một lợi thế và cũng như là có được những sự sắc lẹm từ trong lối chơi của mình. Rất tốt, đó là một tình huống lay biên đến từ các thủ áo cam. Tại sát chân đã có lỗi, cái bị phạm lỗi ở tình huống trước đó là vị trí của Văn Dương. Quả đá phạt thuộc về phía các thủ áo cam. Còn đồ đặt căng ngang dành cho các thủ của đội bóng áo cam. Chứ phải là một đội chiến quá chính xác. Rất chủ động là một tình huống lùi về đến từ các thủ của đội bóng Bơ Đức Huy Trinh. Ở chứ phải là một pha chạm bóng tốt nhất và đây sẽ là quả đá phạt góc dành cho các thủ đội bóng Bơ Đức Huy Trinh. Quả xử lý dành cho các thủ áo cam vẫn chưa thành công. Áp sát. Vừa rồi đó là nỗ lực áp sát đến từ đội trưởng Trúc Kiên của các thủ áo cam. Lại sẽ có một tình huống đá phạt góc đưa dành cho các thủ Bơ Đức Huy Trinh. Khoảng thời gian vừa rồi quay một trôi qua và thế trận vẫn đang được giữ khá tốt dành cho các thủ gia bảo. Trận đấu vòng 3 đang bị đầu, đó là vị trí của Vaggy. Thủ đã có được bàn thắng mở tỷ số trước Club Bơ Đức Huy Trinh. Một bàn thắng đến từ rất sớm dành cho đội bóng gia bảo. Cả thủ áo xanh, thủ chủ động của Vaggy. Thủ áo cam đã có được một tình huống thu hồi bóng kịp thời. Đội trình dành cho vị trí của Văn Dương, không có được pha kiểm soát từ số 14 của các thủ áo cam. Họ sẽ là quyền ném biên dành cho đội bóng áo xanh. Đang là hiệp C3. Không chọn. Và xử lý bóng rất nhịp nhàng của các thủ Bơ Đức Huy Trinh. Rồi là cả cản vừa rồi đó là từ đội trưởng Tốc Lưu. Như vậy thì bên phía các thủ gia bảo cũng sẽ thực hiện những thay đổi người dành cho mình. Rồi tốt và đang là quyền lấy bóng dành cho các thủ của đội bóng gia bảo. Như vậy thì sẽ có những sự thay đổi người dành cho câu lạc bộ gia bảo. Người sẽ được tung vào sân ngay lúc này đó là vị trí của Lathi. Người được rút ra nghĩ là người đã có được bàn thắng mở tỷ số dành cho câu lạc bộ gia bảo. Có thể đó là những sự thay đổi để có những cầu thủ trẻ trong đội hình thi đấu dành cho các thủ của đội bóng gia bảo. Quá khó được chơi bóng vừa rồi của các thủ Bơ Đức Huy Trinh. Lần này là đội trưởng Ngọc Lưu. Vẫn đang là các thủ áo xanh. Được chủ động trong những tình huống di chuyển và chạy chỗ của các thủ bên phía đội bóng gia bảo. Đã là các thủ áo cam, cô ấy đã quay trở về cùng với Bơ Đức Huy Trinh. Một tình huống chơi bóng rất thoáng dành cho vị trí của Văn Dương.
Phát chạm bóng lại chưa thể đến được với vị trí của Epsava. Tua chạm bóng của Văn Lai. Biên thuận về phía các thủ gia bảo. Những phút thi đấu vừa qua và nhà bảo vẫn đang thi đấu một lối chơi rất sắc lẹm. Cú mở bóng dành cho các thủ của đội bóng gia bảo và ngăn cản là của đội trưởng Trung Kiên. Chạm bóng rất tốt và đang là các thủ áo xanh. Đó là một đường chỉ tốt không ạ? Rất đáng tiếc khi mà chưa có được thủ đấu xử lý tiếp theo dành cho các thủ đội bóng gia bảo. Lại là quyền kiểm soát bóng dành cho các thủ áo cam. Đường chuyền vừa rồi là của Văn Cảnh, đã thủ thành Văn Quang. Đây là vị trí của Văn Lai. Đang là các thủ của đội bóng Bồ Đức Huy Chinh. Đội chơi bóng dành cho Epsava. Tình huống đã chẳng quá tốt. Sự thay thế khi mà Lạc Thi người được tung vào sân lại có được những pha ngăn chặn cực kỳ hiệu quả. Đó là một tình huống mà anh phải đối mặt với hai cầu thủ của Bồ Đức Huy Chinh nhưng vẫn có được một tình huống chặt chấp tốt. Tình huống đã chẳng có vẻ là hơi vội của Văn Lai. Tình huống phát bóng lên dành cho các thủ đội bóng gia bảo. Thủ áo cam đang có được những tình huống chơi bóng chắc chắn hơn. Ở trận đấu cùng giờ cùng bán đấu còn lại thì Hiệp Phát cùng với FC Bend lại đang có một trận đấu tạm hòa với tỷ số 1-1. Đang là đội trưởng Ngọc Lưu của các thủ áo xanh. Ngọc Lưu vẫn là một tình huống kiểm soát tốt của số 6 bên phía các thủ gia bảo. Để bình thường về các thủ áo xanh. Được tốt là những cuộc xử lý dành cho các thủ của đội bóng gia bảo. Của ứng dân cao vừa rồi là của Văn Sơn. Và để biên thuận về phía các thủ của đội bóng Bồ Đức Huy Chinh. Đang là đội trưởng Trung Kiên. Một bất ngờ nữa đã đến với trận đấu khi mà FC Men là những người đã có được bàn thắng và vươn lên dẫn trước câu lạc bộ Hiệp Phát với tỷ số 2-1. Một chuyển biến và nó cũng đang trở thành lợi thế hơn. Nếu như ngay lúc này Bồ Đức Huy Chinh họ có được bàn thắng cho mình. Những cập nhật, những chuyển biến ở bảng C. Và khi mà FC Bend là những người đang có một trận đấu và cũng như là những lợi thế dẫn trước đối với câu lạc bộ Hiệp Phát thì nó sẽ lại là những chuyển biến trở nên thuận lợi hơn đối với Bồ Đức Huy Chinh. Trận đấu cùng giờ cùng bàn đấu. Tình huống mở bóng dành cho các thủ áo cam. Rất thoáng và đại là cơ hội dành cho Bồ Đức Huy Chinh. Vẫn còn. Và chất chấp đầy quyết liệt. Vừa rồi thì vị trí của Văn Cảnh là người đã cố gắng băng vào. Và đã phạt lên.
Và chắc chắn vừa rồi thì điểm hiện tại lại đang có cầu thủ Nam Sơn. Cập nhật vẫn đang được chúng tôi cập nhật liên tiếp ở khoảng thời gian thi đấu vừa qua, và hiệp một trận thi đấu giữa SCMN cùng với Hiệp Phát cũng đã khép lại, và tỷ số tạm thời đang là 2-1 nghiêng về phía các thủ SCMN. Chúng ta đang bước đến với phút thi đấu bù giờ đầu tiên dành cho hiệp một của trận đấu này. Quả đá phát lên dành cho câu lạc bộ Gia Bảo. Như vậy thì chúng ta cũng đã cất còi và khép lại một thi đấu. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với ít phút nghỉ giải lao trước khi quay lại cùng với những chuyển biến của hiệp 2. Xin cảm ơn.
Và một lần nữa thì chúng ta sẽ có nhau quay trở lại với sân bóng đá Hồng Hưng để chứng kiến xem hiệp thi đấu thứ hai trận thi đấu ở vòng 3 bảng C ở giải bóng đá số 7 World Cup năm 2023 giữa câu lạc bộ nước Huy Trinh cùng với cao thủ Gia Bảo. Như vậy thì ngay lúc này tiếng còi từ trọng tài cũng đã vang lên. Chúng ta đang nhập cuộc cùng nhau quay trở lại với hiệp 2. Vừa đến với hiệp 2 thi đấu thì ga đầu bóng cũng đã có những sự thay đổi sân thi đấu dành cho nhau. Bộ đội Huy Trinh ngay lúc này chuyển sang bảo vệ phần sân ở bên phía tay phải màn ảnh của các bạn. Và câu lạc bộ Gia Bảo là những người đang bảo vệ phần sân ở bên phía tay trái. Hiệp 1 đã trôi qua và đó là một hiệp thi đấu mà Gia Bảo đã cho thấy được họ có cho mình một lối chơi đầy sắc lẹm và đã có được bàn thắng dẫn trước đối với các thủ môn nước Huy Trinh. Giờ bảng đấu ở bảng C trận đấu vòng 3 thì cũng đang có những chuyển biến trở nên thuận lợi đối với bơm nước Huy Trinh khi mà các thủ SMN là những người đã có bàn thắng và đang là những người dẫn trước đối với câu lạc bộ Hiệp Phát, những người chỉ xếp sau bơm nước Huy Trinh và đều đang có 4 điểm ở bảng xếp hạng vào thời điểm hiện tại. Đội chơi bóng dành cho các thủ áo cam đã là cơ hội di chuyển không được. Rồi vậy là người đã có tình huống di chuyển vừa rồi, mặc dù vậy thì lại chưa phải là một tình huống thuận lợi để cho số 2 của bơm nước Huy Trinh có được một lợi thế. Ta đang nhập cuộc quay trở lại với hai thi đấu và ngay lúc này thì trận đấu vẫn đang được chúng tôi phát sóng từ trực tiếp qua Facebook Bộ đội Phối Bình Tây cùng với Facebook Media 68. Và các bạn cũng có thể truy cập để theo dõi trận đấu này với chất lượng tốt nhất. Trận đấu chơi bóng rất nhịp nhàng dành cho các thủ Gia Bảo. Họ có được bàn thắng và tỷ số và sự thuận lợi kéo dài cho đến hết hiệp 1. Chúng ta đang nhập cuộc quay trở lại với F2 và vẫn đang là những sự lợi thế dần trước dành cho Gia Bảo. Bộ đội Huy Trinh cần phải có được một thế trận tốt hơn nữa. Đội chuyền của Crowley và xử lý dành cho các thủ áo cam và lại tình huống mở bóng lên dành cho các thủ của đội bóng Gia Bảo. Không được, trụ mở bóng của các thủ bên phía đội bóng Gia Bảo đã chưa thực sự thành công. Lại là một tình huống đầy nguy hiểm nữa đối với khu vực khung thành của các thủ bơm nước Huy Trinh. Trong những phút vừa qua và sức ép mà Gia Bảo đang tạo ra, những tình huống phải khiến cho hàng phòng ngự của bơm nước Huy Trinh cực kỳ vất vả. Lại tiếp tục sẽ là một tình huống ném biên thùng về phía các thủ áo xanh. Không được, và xử lý chưa thành công. Và đó được chuyền bóng dành cho các thủ áo cam. Cú đang thùng về phía các thủ áo cam. Cú áo sát và dâng cao dành cho Duy Minh. Chúng ta xác nhận đó sẽ là tình huống phát bóng lên dành cho câu lạc bộ Gia Bảo. Tiếp tục là tình huống ném biên thùng về phía các thủ áo xanh. Không quá khó khăn tình huống xử lý vừa rồi. Đang là cơ hội di chuyển thuộc về phía các thủ bơm nước Huy Trinh. Một quyết định bàn đá đến từ thủ thành của các thủ áo xanh. Vừa rồi đó là quyết định bàn đá từ thủ thành Lưu Văn. Sẽ là một tình huống phát bóng lên dành cho Gia Bảo.
rất chủ động. Điều đó chưa phải là một trận đấu quá nguy hiểm đối với hàng phòng ngự của Bernard Huy Trinh. Trận đấu cùng giờ còn lại thì Aspen vẫn là những người đang có lợi thế dẫn trước với tỷ số 2-1. Đội chuyển ngang, goal, không vào. Rất đáng tiếc dành cho các cầu thủ Gia Bảo ở tình huống vừa rồi. Lati, cầu thủ mang áo số 4, người được Topasa thi đấu thay thế dành cho vị trí của Bagi, là người đã có cơ hội để dứt điểm, nhưng quá đáng tiếc đó là một pha chạm bóng chưa thực sự chính xác. Cơ hội đã trôi qua đối với các thủ Gia Bảo ở tình huống vừa rồi. Trước cái đó thì Bruno Vinh lại đang thi đấu chưa thực sự sắc lẹm mờ những phút vừa qua. Có thể là lối chơi và cũng như là những phương án thi đấu của Bruno Vinh lại đang bị câu lạc bộ Gia Bảo bắt bài. Và đang là vị trí của Lati. Cái lúc này thì người mang chiếc băng đội trưởng thay thế dành cho vị trí của Trung Kiên đang là cầu thủ mang áo số 4, đó là vị trí của Minh Khánh. Vẫn là các thủ áo cam. Của xử lý biên chưa thành công của câu lạc bộ Bơm Nước Huy Trinh. Và xử lý trước đó là của Quang Vĩ. Áo sắc phải di chuyển tốt của các thủ áo cam, không có lỗi từ đủ bất rồi, sẽ tạo ra một lợi thế phá công thuận về phía các thủ Gia Bảo. Vẫn là vị trí của Lati. Rất nhanh chóng với lối chơi hiện tại và những nỗ lực để có thể nâng cao về thi đấu tấn công ngày hôm nay. Gia Bảo đang thi đấu bằng một sự quyết tâm rất lớn. Họ đang rất muốn có được tấm vé để bước tiếp đến với trận đấu tứ kết. Vẫn là các thủ áo xanh. Điều chỉnh chưa thành công. Sự đã bắt tốt đến từ phía các thủ áo cam. Và vẫn đang là các thủ áo xanh, pha xử lý rất hay và tỷ số là 2-0. Và xử lý quá tốt đến từ cầu thủ mang áo số 12, đó là vị trí của Văn Phương. Một bàn thắng nữa dành cho các thủ của đội bóng Gia Bảo. Thật sự rất bất ngờ trước cơ hội vừa rồi. Và che chấp đầy quyết đoán và cũng như là một tình huống cá bóng qua người để vượt qua khỏi vị trí của đội trưởng Minh Khánh của các đội Bơm Nước Huy Trinh, và một pha dứt điểm gọn gàng để có thể mang lại bàn thắng, nâng tỷ số lên thành 2-0 dành cho các thủ Gia Bảo. Lại là một tình huống thoát xuống nữa dành cho các thủ áo xanh, nhưng pha chạm bóng lần này đã chưa thực sự chính xác. Khó khăn vẫn đang đến với các thủ Bơm Nước Huy Trinh. Thế trận không quá thuận lợi ngày hôm nay dành cho đội quân của Bơm Huy Trinh. Tỷ số đang là 2-0. Sự quyết tâm rất lớn dành cho tấm vé đi tiếp của các thủ Gia Bảo ở trong trận đấu thuộc vòng 3 bảng C, khu khổ ở giải bóng đá Hồ Bơ Cúp năm 2023. Quang Vĩ, giờ đội trì rất nhịp nhàng của các thủ áo cam. Các thủ áo xanh vẫn là những người đang có được những sự kiểm soát rất nhịp nhàng ở trong những phút vừa qua. Người vẫn đang có phần thể được kiểm soát bóng nhiều hơn so với câu lạc bộ Bơm Nước Huy Trinh. Văn Dương, đó là một tình huống chặn đứng tốt của số 14 bên phía các thủ áo cam, và đường truyền thoáng, đây là Văn Cảnh. Những quả tiếp theo dành cho các thủ Bơm Nước Huy Trinh và bộ bóng lại chưa thành công của Văn Cảnh. Vẫn đó sẽ là một tình huống phát bóng lên dành cho các thủ áo xanh, và sẽ là những sự thay đổi người. Người được rút ra nghỉ ngay lúc này đó là vị trí của Văn Sơn. Và người sẽ bỏ thay là vị trí của cầu thủ mang áo số 10 Ngọc Sơn. Lúc này thì cả hai trận thi đấu thuộc khu khổ bảng C, trận đấu vòng 3 giải bóng đá Hùng Vương Cup năm 2023 vẫn đang được chúng tôi phát sóng ở Facebook Media 68 cùng với Facebook Bóng Đá Phủ Bì Tây. Các bạn hoàn toàn có thể truy cập để theo dõi trận đấu thuộc vòng 3 bảng C.
Và nhẹ nhàng ở trong giai đoạn chuyển của các thủ bơm nước Huy Trinh, Duy Minh, đã đấu trí của Văn Cảnh. Vẫn là các thủ áo cam, Phong Vĩ, Văn Cảnh. Đội toán của kiểm soát tốt dành cho các thủ áo cam. Tình huống chủ động lùi về đến từ các thủ giao bóng vào đã có thể chết lấp thành công. Ở tình huống bóng vừa rồi và vẫn đang là các thủ bơm nước Huy Trinh được chuyền không vào. Thủ kiểm soát tốt của thủ thành Lưu Văn. Sự khó khăn từ ở trong lối chơi tấn công của bơm nước Huy Trinh trong những phút vừa qua. Rõ ràng thì giao bóng họ đã nắm bắt được ý đồ thi đấu của đội bóng áo cam. Để trận ngay lúc này và vẫn có những tình huống chặn đứng kịp thời. Một pha chạm bóng không vào. Có đôi chạm bóng dành cho các thủ của đội bóng Gia Bảo. Là một tình huống nữa mà hàng phòng ngự của bóng nước Huy Trinh dường như đã chưa thực sự tập trung. Cơ hội chuyển bóng dành cho các thủ của đội bóng áo cam. Phong Vĩ. Và chạm bóng kịp thời dành cho vị trí của Văn Cảnh. Có lỗi đến từ các thủ áo xanh. Văn Cảnh. Vẫn là các thủ áo cam với tình huống áp sát đến từ Văn Trường. Có một tình huống chuyền bóng dành cho vị trí của Văn Cảnh. Rồi được xử lý để mở ra nhiều khoảng trống của bên nước Huy Trinh. Trong những phút vừa qua là đang bị nắm bắt ý đồ. Họ chưa có được những tình huống xử lý tốt hơn. Và sẽ là một tình huống mở bóng lên dành cho các thủ của đội bóng Gia Bảo. Là thủ thành Lưu Văn. Phá chạm bóng. Và xử lý của Lạc Thi vẫn chưa thành công. Cầu thủ áo cam đang có cơ hội phản công dành cho mình. Vẫn là một đường chuyền. Chạm chạm quá tốt và nỗ lực để cắt bóng đến từ các thủ đội bóng Gia Bảo. Và đã là vị trí của Lạc Thi. Quá người không vào. Và những điểm chưa thể vượt qua được thủ thành của các thủ bóng nước Huy Trinh. Rất nguy hiểm dành cho những tình huống trước đó. Và bơm bóng từ đội trưởng Minh Khánh. Vẫn là các thủ áo xanh. Văn Phương, Văn Phương, Văn Phương không vào. Rất nhiều những tình huống đe dọa và cũng như là những áp lực mà các thủ Gia Bảo đang tạo ra. Quá nguy hiểm dành cho hàng phòng ngự của các thủ bơm nước Huy Trinh. Văn Phương đã thực sự chống trả ở tình huống vừa rồi. Nhưng pha dứt điểm lại chưa thể vượt qua được thủ thành Huy Đức. Huy Đức, tình huống băng đà và pha kiểm soát. Đó lại là một đầu tác giả từ vị trí của Huy Đức. Thủ thành đang bắt chính ở thời điểm hiện tại trong hiệp 2 dành cho câu lạc bộ bên nước Huy Trinh. Đó là cái thủ áo cam. Vẫn còn, đấy là Văn Lai. Xử lý bóng của Văn Lai vẫn chưa phải là tình huống xử lý tốt nhất. Đó là tình huống ngã của các thủ áo cam. Phá công rất nhanh dành cho các thủ đội bóng Gia Bảo. Và xử lý qua người của Lạc Thi đã có lỗi. Quả đá phạt trực tiếp thuộc về các thủ Gia Bảo. Là những quyết định để cho các thủ cũng như là tổ trọng tài xem lại tình huống trước đó, tình huống ngã của các thủ bơm nước Huy Trinh ở trong khu vực vòng cấm. Và chúng ta cùng chờ đợi.
Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những quyết định đến từ tổ trọng tài sau khi họ đã xem rất kỹ đoạn video clip vừa rồi. Penalty! Và penalty dành cho các cầu thủ bơm nước Huy Sinh ở tình huống vừa rồi. Những quyết định từ trọng tài sau khi đã xem rất kỹ ở tình huống vừa rồi. Một cơ hội thuận lợi dành cho bơm nước Huy Sinh để họ có được bàn thắng và rút ngắn tỷ số. Và chúng ta cùng chờ đợi. Người thực hiện đó sẽ là vị trí của Văn Dương, cầu thủ mang áo số 14. Nhà già đang có mặt trực tiếp ở sân bóng đá Hùng Hưng ngay lúc này cũng đang là rất đông. Đây là Văn Dương, một trận đấu đối mặt cùng với thủ thành Lưu Văn. Văn Dương trước quả penalty, Văn Dương không vào. Quả đáng tiếc dành cho các cầu thủ bơm nước Huy Sinh. Văn Dương là người đã thực hiện quả penalty không thành công. Một trận đấu đầu người xuất sắc của thủ thành Lương Văn. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại trận đấu quan trọng vừa rồi. Quả penalty quá thuận lợi để cho bơm nước Huy Sinh họ mang lại bàn thắng và rút ngắn tỷ số. Một ngày thi đấu thực sự không may mắn đối với câu lạc bộ bơm nước Huy Sinh. Chưa có sự may mắn mỉm cười đối với độc quân của bầu Huy Sinh. Rõ ràng là quả penalty vừa rồi một người rất có khả năng thực hiện đó là vị trí của Văn Dương. Nhưng lại chưa thể đá bại được thủ thành Lưu Văn. Một pha đổ người và một sự phản xạ quá tốt đến từ thủ thành Bắc Chính của câu lạc bộ Gia Bảo. Tỷ số ngay lúc này vẫn đang là 2-0 dành cho các thủ Gia Bảo. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục quay trở lại cùng với những chuyển biến của trận đấu này. Vừa rồi Trinh đã phải trải qua những giây phút thi đấu cực kỳ nghẹt thở và đã được hưởng cho mình một cơ hội có penalty. Và như vậy thì thủ thành Lưu Văn của các thủ Gia Bảo đã thi đấu quá xuất sắc để từ chối đi coi rõ ràng vừa rồi của các thủ bơm nước Huy Sinh. Được chuyển cho bóng của Văn Dương. Còn đang là các thủ áo cầm. Đây là vị trí của Quang Vĩ. Rất tốt. Không được. Nhưng sau đó lại là một pha chặn đứng tốt của các thủ Gia Bảo. Vẫn đang là các thủ áo cam, áp sát không vào. Và những điểm đầu tiên là của Văn Lai, sau đó là một tỷ đấu ba vào đến từ Duy Minh của các thủ bơm nước Huy Sinh. Thì lại chưa thể có được bàn thắng. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những chuyển biến của trận đấu này. Và thế trận thời điểm hiện tại giữa FC Bank cùng với Hiệp Phát, khi mà FC Bank là những người đang có lợi thế dẫn trước với tỷ số 2-1, cũng đang một phần nào đó giúp cho trận cầu của bơm nước Huy Sinh giảm tải một những áp lực của mình. Và để bảo rất tốt của các thủ áo xanh đang là vị trí của số 10 Ngọc Sơn. Của đội tuyển Ngọc Sơn đã có một tình huống di chuyển phải khiến cho những cầu thủ viên của bơm nước Huy Sinh phải thoát tim. Được chuyển bóng. Đội đó là được chuyển cho bóng từ vị trí của Văn Phương. Để trận vượt là rất nhịp nhàng của các thủ Gia Bảo ngay lúc này. Những sự điểm sát sau cho bảng xếp hạng cũng đang tạo ra những sự ảnh hưởng rất lớn. Và đội Huy Sinh là những người đang được xếp vị trí đầu bảng. Và trận đấu khung giờ còn lại thì đang lại là một sự lợi thế khi mà FC Bank là những người có lợi thế dẫn trước các thủ Hiệp Phát. Đó là một tình huống cắt bóng vào trong rất nguy hiểm và kiểm soát rất tốt của thủ thành Lưu Văn. Đã là cá thủ áo xanh. Sự kiểm soát rất nhịp nhàng của các thủ Gia Bảo trong những phút vừa qua.
Được chuyền bóng dành cho các thủ áo cầm. Đang có cầu thủ nằm sân. Ngay lúc này thì cao thủ Gia Bảo cũng đã có cầu thủ nằm sân. Nếu như có những sự thiếu vắng phục vụ thi đấu, có vẻ như người bị đau đó đang là vị trí của Văn Phương. Cô đang chơi rất tốt ở những phút vừa qua. Như vậy thì lại có một chuyển biến có lợi nữa ở trận đấu bảng C, khi mà FC Bank đã có được bàn thắng để nâng tỷ số lên thành 3-1 trước các thủ Hiệp Phát. Tỷ số 3-1 ở trận đấu cùng giờ của khu vực bảng C đang rất có lợi đối với câu lạc bộ Bơm Nước Huy Trinh. Họ chỉ thực sự sợ khi mà các thủ Hiệp Phát là những người có lợi thế trước và có một trận chiến thắng. Thế vậy thì ngay lúc này FC Bank, những người đã có được một trận thi đấu khá tốt trước Hiệp Phát ngày hôm nay. Những chuyển biến mà chúng ta lại chưa thể nghĩ đến. Ở thời điểm hiện tại thì câu lạc bộ Gia Bảo là những người đang dẫn trước Bơm Nước Huy Trinh với tỷ số 2-0. Rất có thể là nếu như giành được chiến thắng trận đấu này thì ngôi vị đầu bảng đã thuộc về phía các thủ Gia Bảo. Và xử lý rất tốt của đội trưởng bên phía các thủ áo xanh. Đội trưởng Ngọc Lưu là người đã có cơ hội di chuyển. Quả đá phạt thuộc về phía các thủ áo xanh. Đã đứng trước bóng, đó là vị trí của Ngọc Sơn. Đó là đường chuyền của Ngọc Sơn, đó là chiếc điểm. Quả đá tung ra từ đúng chiếc điểm vừa rồi, đó là vị trí của Văn Kiệt. Quyền kiểm soát bóng dành cho các thủ Bơm Nước Huy Trinh. Và xử lý tốt vẫn là các thủ áo xanh. Văn Kiệt lần này là quả kiểm soát dành cho Văn Lai. Rồi các bóng vào trong, rất nguy hiểm dành cho pha rớt bóng vừa rồi của các thủ áo cầm. Chỉ bóng của đội trưởng bên phía các thủ Bơm Nước Huy Trinh. Chỉ trước đó là của Bích Khánh. Vẫn là ca thủ áo cầm. Vừa đã có bóng, đó là vị trí của Văn Cảnh. Chưa có được pha trả bóng đến từ các thủ áo cầm. Rất nhanh là tình huống phá công. Sự chủ động lùi về đến từ phía Bơm Nước Huy Trinh cũng đã có thể có một tình huống ngăn cắt bóng thành công. Và đây sẽ là cơ hội phá công quay trở về cùng với Bơm Nước Huy Trinh. Áp sát. Nỗ lực xử lý từ vị trí của Ngọc Sơn. Vẫn là Ngọc Sơn. Đã là cao thủ của đội bóng Bơm Nước Huy Trinh. Chuyển đến với vị trí của Văn Lai. Lại là cô dành cho Duy Minh. Rất tốt. Phát Dương.
rất tốt dành cho thay đổi vừa rồi. Rất đáng tiếc là bóng lại đi chưa chính xác. Cũng sẽ là những sự thay đổi người dành cho các thủ đội bóng Gia Bảo. Người đúc đúc đang nghĩ ngay lúc này đó là vị trí của Văn Kiệt. Mọi người sẽ vào thay là cầu thủ mang áo số 13 đó là Nguyễn Huệ. Cô đã quay trở về cùng với các thủ áo cầm. Đây là vị trí của Văn Cảnh. Đây là Văn Lai. Thủ đô ra chân đã bị chặn đứng kịp thời bởi các thủ áo xanh. Thời chân không phải là quá thuận lợi đối với Bờ Đức Huy Trinh ngay lúc này. Nhưng sức ép vẫn là rất lớn mà Gia Bảo đã tạo ra trong những phút vừa qua. Thủ đô của Kim Minh. Và đá phạt thuộc về phía các thủ áo cầm. Hồi mà các thủ Bờ Đức Huy Trinh ngủ đang rất chắc chiêu. Người đang đứng trước bóng đó là Văn Cảnh. Và lại không vào. Một trận đấu phối hợp của các thủ áo cầm. Nhưng vừa rồi thì pha đặt lồng của Văn Lai lại đưa bóng đi vào xa. Đầy đáng tiếc trước những cơ hội của các thủ Bờ Đức Huy Trinh. Sẽ là những sự thay đổi người ngay lúc này dành cho Bờ Đức Huy Trinh. Vừa đúng lúc đang nghỉ đó là Văn Dương. Và người xã vào thay dành cho Văn Dương đó là Trung Thân. Đã là các thủ áo cầm. Pro Vĩ. Rất nguy hiểm cho thủ đủ vừa rồi. Và đủ người của thủ thành Lương Văn. Nó được dứt điểm đó là vị trí của Văn Lai. Và đây sẽ là một cơ hội đá phạt góc thuộc về các thủ áo cầm. Vẫn là một trận đấu kiểm soát bóng an toàn từ thủ thành của các thủ bùm, các thủ Gia Bảo. Đã đặt quyền xử lý dành cho các thủ áo cầm. Đội trưởng Minh Khánh. Pro Vĩ. Vẫn là Minh Khánh của các thủ bơm nước Huy Trinh. Văn Cảnh. Cùng với tiếng dựa của Gia Bảo ngay lúc này cũng đang được hàng gắn cực kỳ chặt chẽ. Cả thủ tiền vệ của Bờ Đức Huy Trinh ngày hôm nay vẫn chưa thể làm hết khả năng của mình. Đáng tiếc khi mà khép lại một thì Heseba đã được rút ra nghỉ. Sau đó là những cầu thủ mới. Và những quyết định từ tới trọng tài. Thì khoảng thời gian bây giờ dành cho Empire của chúng ta đó là khoảng thời gian 3 phút. Và để biên thùng về phía các thủ Gia Bảo. Ngay lúc này thì chiến thắng cũng đang trở nên rất cần đối với các thủ của đội bóng Gia Bảo. Nhưng trong bóng đá thì không gì là không thể. Chúng ta vẫn còn 3 phút thời gian bù giờ ở hiệp 2. Từ tối trọng tài đưa ra đó là một trận đấu xâm nhập tốt của các thủ áo cam đã có lỗi. Và đá phạt trực tiếp dành cho các thủ của đội bóng Bơm Nước Huy Trinh. Lần này sẽ là một quả đá phạt trực tiếp có lợi thế hơn và nó đang rất gần với khu vực khung thành của các thủ Gia Bảo.
Ngay lúc này thì FC Bank bất ngờ đã có bàn thắng thứ tư, tỷ số là 4-1 dành cho FC Bank. Cuộc đối đầu giữa FC Bank cùng với Hiệp Phát trận đấu cùng giờ bảng C. Và đá phạt trực tiếp dành cho Bonus Quy Trình. Và Cảnh là người đang đứng trước bóng. Đó là Văn Cảnh, đường chuyền chưa thể vượt qua được các thủ áo xanh. Rất nhanh chóng, đó lại là cơ hội phản công quay trở về cùng với Gia Bảo. Tuấn đang cắt tốt của các thủ áo cam. Và để biên thùng về các thủ của đội bóng Gia Bảo. Dù có trận đấu thất bại trong trận đấu này thì Bruce Wilson vẫn là những người có được tập vé đi tiếp. Để biên dành cho các thủ áo cầm. Đường truyền bóng của Châu Tân. Tiếp tục là một cơ hội ném biên nữa dành cho các thủ áo cầm. Như vậy thì ngay lúc này chiếc thẻ vàng cũng đã được rút ra. Chiếc thẻ vàng dành cho người của các thủ Gia Bảo. Người đang đứng trước bóng đó là Crovy và đây sẽ là một cơ hội đá phạt trực tiếp dành cho Bruce Huyền. Đuổi chạm bóng vào trong, chưa có được pha chạm bóng đến từ các thủ áo cầm. Tiếp tục là quả ném biên thùng về phía các thủ Bờ Đỗ Huy Trinh. Vậy thì bất ngờ khi mà khép lại trận đấu khu khổ vòng 3 bảng C thì các thủ FC Bank đã giành chiến thắng chung cuộc trước các thủ Hiệp Phát với tỷ số đó là 5-1. Ngày lúc này thì Bruce Wilson cũng đang trở nên thoải mái hơn. Nếu như có thất bại thì họ vẫn là những người cầm chắc với tấm vé đi tiếp. Chúng ta vẫn đang ở phút thi đấu bù giờ cuối cùng dành cho Hiệp 2. Cú đối chạm bóng đó là vị trí của Văn Lai. Văn Lai bóng một chưa thể vượt qua đường đầu phòng ngự của các thủ Gia Bảo. Tiếp tục lại là một quả đá nữa dành cho các thủ áo cam. Quả đá phạt góc. Tuấn phạt góc dành cho các thủ Bơm Nước Huy Trinh. Đã gần như là những cơ hội cuối cùng ở trong hiệp 2. Đã đâu? Không vào. Không quá nguy hiểm ở tình huống vừa rồi. Như vậy thì trọng tài đã cất cười khép lại trận đấu ở vòng 3. Chắc chắn những người sẽ được bước tiếp đó là Bơm Nước Huy Trinh cùng với các thủ của đội bóng Gia Bảo. 3 điểm dành cho đội bóng Gia Bảo. Họ là những người đã vươn lên xếp ở vị trí đầu bảng. Và những người xem vị trí nhì bảng đó là câu lạc bộ Bơm Nước Huy Trinh. Và như vậy thì trận đấu vòng 3 khép lại những trận đấu vòng bảng giải bóng đá World Cup năm 2023 đã khép lại. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo. Xin cảm ơn.